Trong stream thì mình vẫn hay nói vui vui, đây là gọi là con server vô học, chỉ việc đánh cho Hunter ôm tay và đi thẳng. Chào mọi người, hôm nay mình sẽ ngồi nói chuyện với nhau về Antiquarian, thương nhân đồ cổ hay người bán đồ cổ. Một nhân vật đúng phải gọi là 200 năm mà Netflix đã tạo ra. Một nhân vật giống như là một sự kết hợp giữa diễn viên tạp kỹ, một kiter cực kỳ mạnh và chỉ có một cái debuff duy nhất ở việc bấm cổng. Kết hợp với cả Barter ở khả năng là có thể đánh đẩy lùi Hunter, cứu được bóng và thậm chí là có một cái hiệu ứng độc nhất vô nhị là khiến thợ săn ôm tay. Và các bạn biết có rất nhiều thợ săn trong Identity chỉ gây sát thương được bằng đòn tay, với cái việc là người ta phải ôm tay thì coi như là họ có thể bất tử trong một thời gian đấy. Nhân vật 200 năm mà Nate đã tạo ra thì nhân vật này đối với mình là hiện tại trong rank nhá, thì đây là nhân vật gọi là mạnh nhất các bạn có thể cầm vào. Sau khi mà hầu như ai cũng đã cầm lính thuê, chủ tế với tiên tri thì đây là nhân vật mạnh nhất và mình thấy là cũng không bị cấm nhiều như ba nhân vật kia. Thợ săn không cấm Antiquarian không bởi không không phải bởi vì họ 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 không sợ Antiquarian, mà chỉ đơn giản là cái nhân vật này chơi nó hơi khó ấy, nó cần kỹ năng ấy nên là họ không cấm đi. Chứ mình nghĩ là bất kỳ một thợ săn nào, nhiều khi mà các bạn main gây xa hay là các bạn main những cái nhân vật cần phải sử dụng đòn đánh tay, mà kể cả nghệ sĩ tượng sáp nhé, thì nói chung là bảo là có những nhân vật khắc chế Aetherian thì không có nhân vật nào khắc chế hoàn toàn hoặc là triệt để đâu. Chỉ cần Antiquarian được pick vào thì họ họ sẽ biết xử lý kèo tất cả các Hunter. Nghĩa là hiện tại con Antiquarian là con mất cân bằng nhất cái game này và nó còn không có giảm giải mã, tốc độ giải mã cơ. Hôm nay mình sẽ đến với gameplay của một Antiquarian từng là đại chiến binh. Bản đồ đầu tiên thị trấn xanh ủ thì mình sẽ đưa một Hunter vào các bạn. Theo lý thuyết là rất khắc chế Antiquarian là Madame Red. Khi mà cô ta có thể răng được chiếc gương từ xa, Antiquarian chẳng thể làm gì với chiếc gương đó. Hãy xem Antiquarian đối đầu như thế nào. Madame Red đã thấy Antiquarian từ xa, răng thẳng chiếc gương vào đầu, đánh một hit. Không có lối. Ô, nhưng mà sao Madame Red lại không bị tàu đâm nhỉ? Mình cũng không biết được. Có vấn đề gì với hitbox? Khi mà bị phát hiện từ xa, cô ta không kịp trèo lên cầu thang để né gương. Và thời điểm này cũng chưa phải là lúc có phi luân. Antiquarian đang chạy xung quanh nhà ở những cái ngõ này thì cô ta có thể dễ dàng đánh được Madame Red, dù là đánh trái đánh phải. Trong thời gian ôm tay, lợi dụng chuyển khu, tất nhiên Madame Red đi ngược lại vào Madame Red này, né được một hit, bay qua đập được ván rất hay. Thêm một thời điểm mà Red vẫn chưa lộ phép, và với cái ván đó thì Excellent nó cũng không có tác dụng. Đang chạy lên tầng 2 để dùng cái độ cao địa hình khiến cho Red không thể đặt gương được. Quay gậy để lấy một chút tốc độ chạy. Cái Red đổi địa hình liên tục, răng một cái gương ra rồi đã dùng phi luân để né. Ở đây có hầm, Antiquarian phải cẩn thận. Xoay sang đánh luôn, chọc hai cái. Các bạn chọc hai cái liên tiếp nhá thì nó sẽ thời gian ôm tay nó sẽ nhiều hơn là các bạn đánh một cái xong rồi các bạn đánh một cái tiếp theo, gần như kiểu các bạn phải ấn hai nút ấy. Đã lấy được blink của Maravret này. Chỗ này thực ra thì mà Antiquarian rất là nhạy với cái tình huống blink, mà cô ta đã kịp đánh Maravret ôm tay ngay nha. Mình cũng chê Maravret ở cái chỗ là cô ta cái lúc mà cô ta blink ấy, cô ta không sử dụng đòn đánh. Nếu đó là một pha đánh xong blink thì có thể là Antiquarian đã gục rồi và có thể là khả năng rất cao là sẽ xuống hầm đây này. Như mọi người thấy cái hiệu ứng ôm tay của Madame Red đây, còn 1 giây này hết này, kết thúc này. Và chỗ này cô ta tức là mình nghĩ là ngay cái khoảnh khắc này này thì đòn đánh nó mới được 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 có. Cô ta không thể giơ tay như trước xong rồi blink ấy, thì pha này cô ta lại chọn blink trước thì không hay. Pha này hoàn toàn là một pha có thể là nếu mà chưa ra được đòn đánh ngay thì hãy đợi Antiquarian trèo ván và sẽ blink qua một pha tê rô sốc, hoặc là tốt nhất là hãy các bạn hãy đánh trước khi blink. Chứ đây mà Red đã blink trước thì với một chấm gậy cuối cùng Antiquarian khiến Madame Red phải tốn thêm một chút thời gian. Chỗ này Madame Red sau khi bị cai lâu thì cũng không muốn đua xuống hầm để kiểm soát máy. Có một chiếc cổng của chủ tế nhưng mà nãy Antiquarian không lết ra được.
đã có cổng cover rồi chủ tế. Ba máy được giải, bây giờ là thấy hai máy cuối. Chủ tế cùng đưa thư đang sửa máy ở cổng xả. Ô, phải gây áp lực lên chủ tế, đánh nhanh trúng chủ tế rồi. Vì thế nên lính thuê cũng phải lết vào để cứu sớm. Xoay hướng sang, rất khó. Andre Quirin dùng cái nhánh 6 để lết xa khỏi máy của chủ tế. Hiện tại cô ta đang đứng giữa hai máy, nhưng máy của Postman có lẽ sẽ xong trước. Vẫn là sang gương sang để kiểm soát máy ở Geisha. Tất nhiên các bạn cũng không thể đòi hỏi được, chứ con Andre Quirin cai 3 máy xong rồi vẫn còn lấy được một ít của lính thuê kìa. Không thể đòi hỏi cái việc mà cai 3 máy xong vẫn còn gậy được. Thực sự đấy, cách đối đầu với Maravret, khi các bạn sẽ tiến thẳng vào Maravret và đánh cho Maravret ôm tay thay vì cai từ xa. Chiếc máy cuối vẫn là máy đó. Giúp liên tục từ chủ tế đã có đưa thư đi sang rồi. Lính thuê ở phía này cũng body block được cho tư nhân đồ cổ luôn. Ba găng người ta vẫn còn nguyên. Ba găng cùng một cái thư hầm. Trèo ván cái khoảnh khắc mà cuối cùng. Ok, pha này lính thuê đã chọn đúng này. Ok, pha này là một pha trước hết là Survival Setup 2, nhưng mình sẽ nói lại cái pha Setup của Survival. Mình muốn nói lại cái pha Setup này của Survival. Tức là Maramret thì nghĩ rằng máy đã prime rồi. Thực ra Maramret nghĩ rằng máy đã prime rồi. Chứ pha này nếu mà treo lính thuê dưới hầm thì cũng sẽ có một cơ hội nhỏ nhoi cho Maramret. Chiếc máy mới được có 60-70% thôi. Maramret phải giang gương sang, xoay hẳn sang luôn, 79%. Khoảnh khắc cái hit này đánh trượt thì coi như là game đã xong rồi. Phép thì đã đổi. Cô ta định xoay sang để xách lính thuê. À không, có cái hit từ gương và bị đánh gục ngay. Ui, rất là tiếc cho lính thuê. Sau khi một pha Bram dậy thì cái gương của Margaret còn một xíu thời gian, và anh ta lại nằm tiếp. Nếu anh ta kịp đát găng thì là đây là một pha Bram 4 người. Hết thứ để cài rồi. Đây là, mình nhớ không nhầm, đây là cái stack thứ 3 mà lính thuê ăn. Thời gian hồi máu nó cũng ở dạng tương đối thôi. Nên đã có survival khác sang chạm để hồi máu cho lính thuê rồi. Tê lê thẳng sang, cổng nghĩa địa. Đẩy là chủ tế ra ngoài, vẫn phải hồi đòn. Lính thuê có 3 găng, khá là an toàn cho anh ta biết hầm ở đâu luôn. Bây giờ chỉ còn Postman. Postman anh ta đang ở khu biệt thự. Phải đợi Maramret răng gương lên giờ mới sử dụng găng. Các bạn đừng găng trước. Qua đuổi lính thuê kìa. Nhìn thấy Postman không? Có nhìn thấy Postman. Postman trên người đang là thư treo cửa sổ chứ không phải là thư hầm. Một pha di chuyển khá là lỗi từ Postman, hoặc là có lỗi về mặt giao tiếp. Tất nhiên là Maramret sẽ không đuổi lính thuê, bởi vì lính thuê còn găng, sẽ phá ngay gương của Maramret. Nhưng Postman vừa sử dụng con chó thành công, anh ta vừa trèo được cái cửa sổ có thư, sẽ tạm thời là an toàn với cái gương này. Xoay sang, anh ta gửi thư gì cho bản thân? Gửi thư chạy nhanh, một chút tốc độ chạy. Maramret giờ cần phải đợi gương. Lính thuê đã di chuyển qua cổng nghĩa địa rồi. Liệu có nhảy hầm được cho Postman hay không? Anh ta đang muốn làm gì? Body block à? Anh ta muốn quay lại body block bởi vì Maramret đã hết mắt đỏ rồi. Nhưng mình nghĩ thực sự là body block có quan trọng hay không? Phi luôn thành công này. Hết mắt đỏ rồi thì việc gì phải body block nữa. Mà pha đấy kể cả có mắt đỏ thì lính thuê sẽ không body block được.
Ôi, một ván chiến thắng dành cho Survival thì đó là một ván Antigone gặp phải kèo khó khi mà gặp Mamret. Thì sau cái hit đầu tiên gần như là không cách nào để né được thì cô ta đã đối đầu với Mamret bằng cái việc mà đi đi quanh những cái căn nhà. Đầu tiên là cái việc mà cô ta cai quanh những cái khu nhà này, khu ngõ này sát tường, khiến Mamret một là sẽ bị khuất tầm nhìn liên tục và khó đặt gương. Cái thứ hai là đứng trong ngõ này sẽ dễ đánh gậy hơn. Và cái thứ ba là khi mà bị một chiếc gương chặn đầu ấy, Mamret cố tình giãn khoảng cách với bạn ấy thì sẽ đi ngược lại về phía chủ thể để có thể đánh cho Mamret ôm tay. Đó là cách cai những Hunter chẳng hạn như Mamret. Chơi Antiquarian này thì tất nhiên là nó mạnh, nhưng mà các bạn phải xử lý từng kèo khác nhau. Không phải, tại vì không phải Hunter nào đánh khoảng cách gần chẳng hạn nhé. Và các bạn phải cân đối giữa cái chuyện mà đánh một cái hà đánh liên tiếp 2 hay thậm chí là 3. Mình thấy nhiều người đánh một lúc đánh 3 cái luôn ấy, thì Hunter sẽ ôm tay 14 hay 16 giây thì phải, nhưng mà nó sẽ hơi phí. Tức là với những Hunter chẳng hạn như là Lucino, ví dụ như Lucino hay là Wu Chang nhé, tức là các bạn chỉ cần đánh một cái và các bạn lết qua ván là đủ ok rồi. Chứ các bạn đánh 3 cái thì trong thời gian đấy nó vẫn bị phí. Tức là mình nên đánh, nếu mà với những Hunter nó chỉ sử dụng nó đánh tay hoặc là không có kỹ năng gì khác thì nên chẳng đánh một cái thôi, đủ để mình lết đến ván hay cửa sổ, mình đập xuống, Hunter đấy hết ôm tay, mình cai được thêm một vòng xong lại đánh tiếp. Như thế nó sẽ khó chịu hơn là đánh một lúc 3 cái. Bây giờ thì sẽ đến kèo số 2, đối đầu với một Hunter khác có tốc độ cao hơn rất nhiều là Ma Nhện. Ma Nhện cũng là con có đòn đánh tay cơ, nhưng mà với cái tốc độ từ Ma Nhện ấy, cô ta có thể dễ dàng là né được cái gậy của Antigone. Ngày trước thì Hunter không biết nha, toàn phải chịu tay ôm tay chịu chói. Bây giờ thì Hunter sẽ biết là cái chiêu đánh của Antigone ấy, mình đứng lại hoặc là mình quay lại một nhịp có thể né được. Và trong cái khoảnh khắc mình đánh trượt thì Hunter sẽ là trả lại mình một hit tay ngay. Nên Antigone không phải là bất bại. Chỗ này thì Ma Nhện đã không muốn đuổi bệnh nhân nữa khi anh ta đứng gần lồng chim rồi. Mục tiêu bây giờ là người bán đồ cổ. Đập ván từ sớm đấy, với những Hunter tốc độ cao. Một cái. Đã đánh một cái thôi. Đủ thời gian để gập cái ván xuống. Chỗ này đánh trượt một cái này. Nhưng Ma Nhện không hề biết là cô ta đánh trượt. Đó. Đã sử dụng bay qua rồi. Trong những cái tình huống như này thì mình không việc gì mình phải trèo qua cả 50-50 để ăn tero cả. Chỗ này là xác định mình sẽ ăn hit rồi. Ăn hết tơ đi. Luộc hết tơ trong khu, xác định mình sẽ ăn hit rồi. Bởi vì khi các bạn ăn hit thì tất cả những cái hiệu ứng giảm tốc tơ trên người ấy, nó sẽ bị mất đi. Đó là một cái khi đối đầu Ma Nhện. Gậy đã sử dụng hơn một nửa rồi. Cô ta chỉ sử dụng gậy để có thể là an toàn trong một thời gian ngắn thôi. Đấy, chỗ này này. Chỗ này thì đã đánh hai gậy. Thực ra hai gậy này đánh không liên tiếp nhá, nhưng vẫn đủ thời gian để trèo qua. Rồi, phi luân thì đã mất rồi. Gậy cũng chỉ còn một chấm thôi. Và có một cái là nhiều khi các bạn không nên sử dụng hết đồ ấy, để gây ra một sự khó đoán cho Hunter. Nhiều khi các bạn thấy Antigone còn một xíu gậy, phòng huyết cũng còn một xíu bóng, nhưng mà họ cứ cầm ở trên tay đấy, thì Hunter nó sẽ có áp lực riêng, chứ không nên dùng hết hẳn. Các bạn chỉ nên dùng hết sạch khi mà các bạn chuẩn bị có một tình huống lục hòm ấy, thì nên sử dụng hết hẳn. Bây giờ lần này cứu là người đào vàng rất dễ bị hồi đòn với Ma Nhện này. Anh ta hơi cầu toàn và phải chịu một pháp hồi đòn nữa rồi. Chỗ này đào vàng có một tình huống không cứu ngay, bởi vì anh ta muốn vợt cái tơ nhện cho Antiquarian này. Hơi cầu toàn đến từ đào vàng. Và Ma Nhện có một tình huống hồi đòn nhanh khi mà tương tác với cái tơ của mình. Chỗ này đi qua tơ, lấy tốc độ nhanh, hồi đòn cũng nhanh. Và đào vàng đã gạt vợt luôn cái tơ để giúp người đồng đội của mình. Nhưng mà nó lại khiến Ma Nhện có một pha hồi đòn double hit ngay ở dưới ghế. Rồi vô tự nhiên nó thế rất khó. Và đây cũng là một team không có một rescue cứng nữa. Đã lùa luôn bệnh nhân rồi, đang có lợi thế. Bắn tơ để vào ghế. Cứu là kịp. Ăn hai tơ từ bệnh nhân. Đấm luôn.
Nhưng bệnh nhân vẫn chạm kịp cho đào vàng. Đào vàng sẽ hút Mai Điện lại và câu kéo nhiều thời gian cho Anticoden. Anticoden đang quay gậy nốt đi, quay nốt cái gậy của mình. Thứ hai vẫn để lại một chấm, vẫn để lại một chấm. Thực ra coi Anticoden các bạn để một chấm hay là để một cục thì vẫn sử dụng được một lần đấy. Chỗ này là vẫn đủ để sử dụng một lần, có thể là đánh Hunter, có thể là bay qua tường được. Còn là dùng thôi, chưa vội đập ván, bay qua tường. Với cái chấm gậy cuối cùng. Lúc đấy mà các bạn quay gậy ấy, thì chả đi được xa hơn bao nhiêu cả. Server bắt đầu hỗ trợ cho Anticoden có cả ba Pender này trong một thời điểm mà Mai Nhện chưa có tốc biến. Né được cái tơ này rồi. Thực ra là Mai Nhện bắn trượt. Một pha sử dụng gậy để bay qua tường xong rồi nhận rượu từ ba Pender rất đẹp. Mà nhận có lẽ là sẽ phải bỏ qua Anticoden thôi, bởi vì cô ta đã đầy máu rồi. Chính xác hơn là sắp đầy máu. Đây là một thế đang khó của Mà nhận. Một là bởi vì cô ta đã mất người lên cái lần cuối. Hai là cái lượng tơ trên người đang còn rất thấp. Nhưng mà vẫn đủ để hạ gục đào vàng sau khi anh ta đã bị giảm tốc đến 2 lần liên tiếp. Khó, không thể cam ghế được nữa rồi. Còn một thế một máy cuối thôi. Cam ghế là game sẽ trôi. Phải đến kiểm soát. Người đang được cắt sửa máy cuối là bệnh nhân. Anh ta đang chạy về khu chữ T, một khu ở góc map. Tất nhiên là sẽ cách biệt với những cái chiếc máy còn lại. Mà đồng nghĩa với việc là tí nữa survival sẽ khó. Ôi anh ta sử dụng Berlin luôn à. Có lẽ là sợ bệnh nhân bắn từ trong, bắn móc từ trong này ra ngoài. Các nhân vật khác thì là góc chết, nhưng bệnh nhân có thể bắn dây ra ngoài để giải nguy. Confirm một cái Berlin. Đồng nghĩa việc là Mai Nhận bây giờ phải câu kéo được nhiều thời gian để cuối game có phép hồi. Nhưng bà Tider cũng khó chịu không kém khi đi quay cái cục đá, câu cho đồng đội sửa một cái máy mới. Mai Nhận thì muốn giữ tơ, nhưng mà đã bị cứu trộm mất rồi. Làm sao đây, một chiếc máy 81, một chiếc máy lồng chim 79 cũng như nhau thôi. Vị trí này là vị trí bartender có hầm. Khó rồi. Lăn qua lăn lại, chưa muốn hạ của bartender ngay, muốn bắn tơ. Cách câu kéo thời gian của Mai Nhện. Và các bạn không thể đợi Mai Nhện đánh tay rồi mới brand được nhá. Bởi Mai Nhện, người ta sẽ biết. Và bartender báo là đồng đội hãy lên luôn đi, khi mà cô ta mới chỉ dính một tơ trên người thôi. Mai Nhận liệu có kịp để quay sang cổng trước hay không. Đây lượng tơ mà cô ta detect 3 tơ. Tối đa tốc độ chạy. Bắn một tơ ra cổng. Chúng ngay đào vàng vẫn chưa buông cổng. Phi luân. Một pha phi luân cuối cùng khiến survival đủ thời gian để bấm cổng. Đó là sẽ là chiến thắng. Thực ra cái ván này Anticoden cũng hay, mà Mai Nhện cũng hay. Nhưng mà mình phải nói đến là cái việc mà khi mà các bạn chặn, mình nói trực tiếp là khi mà cầm Mai Nhện mà đối đầu với Anticoden nhá, các bạn hãy sử dụng cái tốc độ của mình ý, để bếp để né những cái đòn đánh gậy từ Anticoden ấy. Và mình nghĩ là các bạn với tốc độ của Mai Nhện ấy, với cái hitbox không quá ngắn nữa, thì chỉ cần né một đòn thôi, né một gậy thôi. Các bạn né một, người ta đánh trượt một cái thôi, các bạn bớt tốc lên, các bạn đánh là sẽ có hit. Đó. Còn Anticoden thì đối đầu Mai Nhện thì phải tùy thuộc vào kỹ năng các bạn thôi. Thực ra nói Anticoden là con kỹ năng, là con mạnh, nhưng mà không phải là con dễ để chơi. Cần kỹ năng rất là cao. Đó. Vậy hôm nay là một chia sẻ xíu mình về Anticoden. Mình nghĩ là đây là một nhân vật trên PC hơi khó nha, nhưng mà mình sẽ nói mobile thôi. Bởi vì game này nếu mà các bạn chính thống nó vẫn là mobile, và các bạn muốn try hard để thi đấu gì đấy thì vẫn nên tập mobile mà. Mobile thì không khó lắm. Nghĩ là trong một team nếu bạn ở trong vị trí Kaiter thì đây là một nhân vật có lẽ là các bạn phải tập. Nó là một nhân vật đang mạnh ấy, thì không có cớ gì mình không tập cả. Tức là ở trong cái mức độ ưu tiên thì về Kaiter ấy thì Anticoden mình nghĩ là ngon nhất. Cô ta cai mạnh,
cô ta không bị giảm tốc giải mã, cô ta có thể cứu bóng. Mình kiếm đâu ra một nhân vật như vậy? Kẻ đào vàng à? Yeah, kẻ đào vàng cũng hiện tại cũng là một nhân vật mạnh trong thời điểm hiện tại, nhưng mà kẻ đào vàng nếu mà so với cả Antiquen, kẻ đào vàng có nhiều điểm rất là thua thiệt. Thì mình nghĩ Antiquen đang là một nhân vật sáng giá nhất, một nhân vật mạnh nhất mà các bạn có thể cầm. Cô ta phù hợp với tất cả mọi team bởi vì chỉ đơn giản cô ta có quá đa dụng.